từ đây. Anh em nghệ sĩ với lại các bạn khách mời là lâu lâu thì mới được đi quay Bảy Nụ Cười Xuân hoặc là những chương trình khác. Riêng chương trình này thì anh em hay tụ họp lại để ai có gì thì đem theo cho các anh em khác ăn chung cho vui. Đúng, thì đúng. Có người thì đem bún, người thì đem cơm, người thì bánh. Thì hiện tại là chưa có nước uống. Thì đó, thì Ngọc hiện tại là giữ dứt. Bây giờ có ai dám thách đấu với Lan Ngọc không? Thí dụ như tôi chơi với Lan Ngọc được, nhưng mà Lan Ngọc phải chấp tôi, tại tôi nặng hơn Lan Ngọc. Ngọc chấp hai quả. Không, Ngọc chấp hai quả chơi không được, phải Ngọc ba, bốn, bốn. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Như vậy là Ngọc đồng ý không? Đồng ý. Thì anh Luật đi trước. Dương Duyên. Ủa vậy em chấp anh rồi, anh quản từ si, quản từ si. Đúng rồi, quản từ si. Lan Ngọc chấp rồi. Lan Ngọc đã chấp anh rồi, anh phải thể hiện. Rồi. À, nghệ sĩ cũng phải 10 người, khoảng 20-30 phần đó nha. Không sao. Ba mấy ly trà đá được rồi. Ok, rồi tôi đãi 26 ly trà đá. Vậy, nó phải là trà trái cây hay là trà trái cây? Chín sáu hay chín sáu trước đi. Em chấp anh 4 trái rồi. Đây không phải là cái việc mà chúng ta thua hai mấy 30 ly nước trà là... Mà danh dự của một người đàn ông đã có gia đình và có con. Con mình nhiều khi nó coi xong về nó bấn loạn. Đúng. Nói cha tôi đó sao? Ủa má gì mà tự nhiên anh em mình ra đây bị xỉa vậy? Mời. Khoan. Có chọn mức vị trí này không? Vẫn vị trí đó. Vị trí số 5 ạ. Bà mình tin rồi. Kinh chá nhở. Thôi. Cái gì? Số 5 tôi cử Thúy Ngân ra đấu với em. Ủa? Nhưng anh trả tiền đúng không? Chạy đi mời. Nhỏ thì tiền bạc á mà thiệt á. Ủa chứ sao? Em nấu giùm mà. Sai, lại. Hai chân. Hai chân anh đáp vậy nó hai lực á, nó bị hai. Đúng rồi, hai chân. Hai chân mới là thắng. Bước qua như vậy ai mà không bước được cơ chứ? Hai chân thì làm ơn cho xuống mất được không? Tại vì nãy giờ nhảy cũng nhiều rồi em. Không. Chỗ này nhảy cao xíu là anh tưng quá. Nhảy cao xíu. Đúng rồi. Loại sao vậy? Tiến lực loại dưới mức quy định. Không có đâu. Anh đã mất rồi các bạn ơi. Bảy tôi quên rồi. Tám chài. Không có quên. Rồi Ngọc. Ủa, mời bà mình đi. Nhưng mà tôi có một chân trên mà. Không, có một chân nằm hoàn toàn ở dưới. Có rồi. Camera ghi hình hết rồi. Trời ơi. Cho anh lại cái nữa. Như đi. Vậy cho là... lại cái nữa đi Ngọc. Cho anh lại cái nữa Ngọc. Cho anh và lại cái nữa đi anh. Cho lại cái nữa anh. Thôi cho anh lại đi. Cho anh lại đi. Coi như nãy giờ chưa có gì ha. Dạ. Rồi. Tại nãy anh không nhớ. Trời ơi, nhà còn mấy đứa nhỏ nó coi nữa anh Luật. Thôi trời. Cắt cái đoạn này cho anh Luật nha. Có khi nào có Luật này nó tệ hơn Luật hồi nãy không? Có. em cho tôi chơi lại để em hành hạ tôi á. Ủa anh hú hồn. Vô. Tôi coi em thi làm sao? Sao nãy anh thi đội mình anh không chạy lại đi? Cái gì? Hồi nãy là không có tiền, bây giờ là có tiền. Ok anh tiền bạc quá. Ngọc, kêu bao nhiêu phần chị kêu trước sẵn cho như em. Như vậy là với việc là Tiến Luật giữ được 7 thì không cần phải chơi nữa. Tại em chấp 4 lần. Thôi bạn, đừng cho chơi hai lần giống tôi vậy đó. Chơi nhảy đi, nhảy chừng nào được 11 bây giờ tính. Tại em chấp 4 thì đâu có thắng được. Đúng rồi. Tính hai lần mà. Đúng. Tính hai lần là... Thôi cô rồi, không có đâu. Anh Luật mời một lần. Giờ mà nếu mà em còn đúng không? Quyền bây thì giờ... là coi như anh Luật thua luôn. Đúng rồi, em không ngã trái nào thì gọi là bảo giống như là gọi là gì đó. Đặc biệt á. Đương kim vô địch. À, cái đó là... Cào.
Chơi đi. Knock out. Khó lắm. Yeah. Em trở lại được một lần nữa mà. Đúng rồi, Ngọc một lần nữa mà. Hồi nãy là em cho tôi, hồi nãy là khoan. Đúng rồi, công bằng, lượt công bằng hai lần. Sao ta? Là hồi nãy em xin tôi cho. Hồi nãy là tôi xin em đàng hoàng. Còn bây giờ em xin tôi đi. Em xin tôi đi. Hồi nãy anh nói là hãy cho hai lượt đi bạn. Không, không, check qua lại đi. Hồi nãy tôi nói là Ngọc ơi, Ngọc bỏ cho anh lần này Ngọc. Em xin tôi đi, nếu em không xin tôi không cho. Hồng ơi, tôi không xin anh. Em đại diện nhỏ em xin anh được không? Nếu em xin, tôi không cho. Tập trung. Hay quá, cuối cùng tôi được Lan Ngọc chấp và cuối cùng tôi thắng rồi. Không sao đâu. Sao em thấy cũng không hạnh chuyện cho lắm anh được không? Gì đó vậy đâu, thắng mà thắng chấp muốn giải. Bây giờ Khả Như với Lâm Vĩ Dạ. Đúng rồi, chơi hai người. Trời luôn em ơi, trời ơi. Như trong cái cuộc mà tiền bạc này đâu có mình chống. Có, Như. Chơi luôn hả? Chầu nước buổi chiều. À, không, chầu ăn cho tụi em. Đúng rồi, nước ghẻ lắm, ăn mới lòi hồng nè. Đúng rồi, nước ghẻ lắm, ăn mới lòi hồng nè. Từ từ chị nha. Sao em giống nổi? Từ từ. Thưa quý vị thân mến, như vậy là ở trò chơi chính thì đội chúng ta rất là bất ngờ. Đội 3 người lại thắng đội 4 người. Trong cái việc gọi là có phần quà gọi cho các anh chị em hậu trường, giống như là nghệ sĩ để gọi là uống trà trái cây á, thì Luật chiến thắng bởi vì Ngọc chấp quá đậm sâu, chấp tới 4 thì nó hơi khó. Anh Luật đi. Mặc dù vậy cuộc chơi nào cũng phải, nó có người thắng và người thua. Và người thắng là Tiến Luật và người thua là Ninh Như Lê Ngọc. Thì bây giờ là Khả Như và Lâm Vĩ Dạ có một cái điều gì không? Không, tụi em đâu có gì thôi. Ăn vặt. Uống nước. Sao giống dàn cảnh quá vậy? Ăn vặt. Ủa, anh điêu giùm tụi em rồi, thôi chơi đi. Vậy đi, thì vô. Bánh bèo. Ok. Có chỗ bánh bèo ngon. Ok. Bánh bèo, bèo. 200 phần. Alo, bạn nói gì vậy? Thôi, trời ơi, chứ còn quý vị khán giả thân yêu của chúng ta ở đây là sao? Trời ơi, chứ còn quý vị khán giả thân yêu của chúng ta ở đây là sao? Ủa? 200 phần tôi muốn sau chương trình này em bán xe bán nhà cho tôi luôn. Thôi nói chung là khoảng tầm 10 phần bánh bèo thôi. Cái gì? 10 phần ai ăn ai nhịn bạn? 30 phần. Trời ơi, anh ơi đừng có cò kè nữa. Rồi xin mời. Số 2. Ủa sao giận vướng vậy chị Như? Thôi cho em nhảy lại đi, cho em nhảy lại. Không, không có lại lấy chứ. Lấy đà, lấy đà, chị lấy đà. Thôi chị dạ cho không cả. Xin giả đi, xin giả đàng hoàng. Chị dạ cho em lấy lại đi. Rồi, ok cưng. Xin, xin đàng hoàng giống như nãy anh xin Lan Ngọc á. Không rồi Lan Ngọc xin lại anh đâu cho đâu. Không rồi Lan Ngọc xin lại anh đâu cho đâu. Em lấy lại nha. Cả Như. Thôi vướng cái đùi xíu nha. Không lấy trớt luôn. Hai trăm. Hai trăm. Ủa? Khoan, anh ơi. Dạ thưa giám khảo, một lần nữa là cho thua luôn. Đúng rồi. Dạ lần nữa cho thua. Một lần nữa là cho thua rồi, luôn. Em rồi. Nhưng mà cái đùi của mấy chị to. Nhưng mà cái đùi của mấy chị to. Nè, em đi tới nè. Đúng rồi. Okay. Hay quá anh ơi. Đó, cái thế anh đã nhảy thắng Lan Ngọc đó. Một chân sao bảy. Mình đúng mình nhúng hả? Đúng. Vậy đi chăm điều dễ đi. Miễn sao bay qua hai giờ. Bao nhiêu rồi? Bảy. Bảy. Vô bắt đầu. Ok mà. Ủa? Sao lúc nào cũng nhắm đầu quá vậy?
Thôi anh bỏ qua cho em. Dở cái đầu. Rồi em đã là như vậy rồi. Cuộc đời của em là như vậy rồi. Ôi dở cái đầu. Trời ơi. Chán à. Chán à. Chán à. Rất là đất cắm cái đầu luôn cả. Ôi da. Tự nhiên sao bà đổ như cái chuối vậy trời. Mà nó không có tới.